Xin chào mọi người, trên tay của anh là một chiếc đồng hồ Komodisky đến từ nhà máy Vostok. Chiếc đồng hồ được sản xuất tại nước Nga và chiếc đồng hồ là nguyên linh nguyên bản, là chính hãng, đầy đủ sổ hộp và bảo hành 1 năm chính hãng. Và chiếc đồng hồ trên tay của anh là một chiếc đồng hồ không quân, đây, bên chủng nhảy dù, mọi người xem này, đấy, cực kỳ là đẹp mắt. Và chính giữa ở vị trí 12 giờ của chiếc đồng hồ đó là hình ngôi sao cùng với cọc số học trò, cực kỳ là đẹp mắt. Bên cạnh cọc số học trò thì nó có cái chấm này, và trên kim cũng vậy, thì đó chính là cái chấm giả quang giúp chúng ta có thể quan sát ở ban đêm. Đấy. Đồng thời cái niềng của chiếc đồng hồ này có thể xoay được, niềng chiếc đồng hồ này có thể xoay được. Và chiếc đồng hồ này sở hữu cái bộ máy cơ cơ lên dây mọi người nhé, cơ lên dây 17 chân kính. Đây, chúng ta thử lên dây này. Đấy, tiếng cực kỳ là êm tai luôn. Đấy, chúng ta lên thoải mái nhé. Đấy, vừa tay thì chúng ta dừng lại. Đấy, kéo ra một lần nữa thì chúng ta sẽ chỉnh giờ, hoặc là chúng ta vặn vào lại thì tăng cái khả năng chống được cho chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này khả năng chống được là 3 ATM, tuy nhiên thực tế thì nó tốt hơn. Kính của chiếc đồng hồ được trang bị kính khoáng. Đây, cái vỏ của chiếc đồng hồ này thì được làm bằng kim loại mà PVD mọi người nhé, size 39, giúp chúng ta có thể lên tay một cách gọi là rất là thoải mái đối với tay của anh em Việt Nam mình. Như tay của anh là tay 16,5, lên rất là thoải mái đối với những tay mà từ 16 đến cỡ khoảng 17,5 thì đeo chiếc đồng hồ này là ok. Đây, chiếc đồng hồ này trang bị cái dây da này, đấy, giúp chúng ta có thể đeo một cách rất là với phong cách cổ điển, đấy, rất là đẹp với mọi người, với giá chỉ hơn 1 triệu đồng thì mọi người hãy tham khảo ngay ở website của anh Quách để chúng ta có thể sở hữu ngay với cái giá ưu đãi hiện tại. Xin cảm ơn toàn thể mọi người.